lên bóng, trụ chân chắc lại, hai chân vuông góc nè, hai chân vuông góc lại, vươn hai tay lên, hít sâu vào, xoay phải, xoay qua phải, thở ra, bám tay lên đầu gối, đẩy căng lồng ngực, xoay ra sau, trở về, hít sâu vào, xoay trái, thở ra, mở vai, xoay, trở về, hít sâu vào, trăm chỉnh cam, nó rỗi xuống sàn không à mi, xoay, thở ra, chỉnh cao lên xí, trở về, hít sâu vào, xoay trái, thở ra, mở vai, xoay, xích cơ bụng lại, trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, mở vai, xoay, thở được rồi đó, vặn người xoay, thở ra, 5, 4, nhớ tay, mình đẩy cái vai trái tới và mở vai phải, cầm xoay theo vai, 3, 2, 1, trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, đẩy vai tới, ưỡn ngực, mở vai, xoay, xích cơ bụng, thở, 5, 4, 3, 2, 1, trở về, hít sâu vào, trường người tới, chống tay phải, mở tay trái lên, thở ra, nhìn ra tay, nâng lên, hít sâu vào, trường tới, thở ra, chống tay, ép vai, dang thẳng cánh tay lên, nhìn ra tay, trở về, hít sâu vào, thở ra, chống tay phải xuống, chống tay phải, rồi xoay tay trái ra sau, bám vô đùi ở bên phải, xoắn vai phải, xoay mặt nhìn lên, xoắn vai trái, xoay mặt nhìn lên, xích cơ bụng, thở, 5, 4, 3, 2, 1, trở về, sâu vào, xoay, thở ra, chống tay xuống rồi, xoay tay ra sau lưng, bám vào đùi, vặn người, xoắn người lên, thở ra, 5, 4, 3, 2, một, hít sâu vào, vươn tay lên, xoay hai tay ra phía sau, chống lên bóng và đẩy căng lồng ngực lên, ưỡn ngực vươn cầm lên, thở ra, mình chống chân nè, đẩy bóng ra phía sau, thẳng gối gập lên, thẳng gối gập lên nào, lăn bóng ra sau, thẳng gập lên, xích cơ bụng, thở, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, ngồi xoay người lại đi, vẫn trụ hai chân là gót vuông, rồi hai tay mình chống lên, xoay người lại thương, xoay ngược lại thương, à, rồi đan hai bàn tay lại, hít sâu vào, ưỡn căng lồng ngực tới nè, nè vươn căng lồng ngực, vươn cầm lên, nhỏ lại, Lộc ơi, tắt Lộc ơi, thở ra, cong lưng lên, cuộn sau cổ vào, mắt nhìn rốn, thở ra, hít sâu vào, đẩy căng lồng ngực nè, vươn cầm, vươn dài cổ lên, thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xích cơ bụng, thở ra, hít sâu vào, vươn cầm, ưỡn ngực lên, giữ nào, 5, 4, 3, 2, 1, thở ra, cuộn sau cổ vào, cong lưng, cảm nhận sau cột sống, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, từ từ, lăn bóng và ngồi xuống luôn, lăn bóng tới, ngồi xuống, dựa lưng vào, hai chân co, hai tay đang sau gáy, à, dựa lưng nè, hai tay đang sau gáy, hít sâu vào, ngã lưng lên trên bóng, thở ra, cong lưng cuộn cổ, cụp khuỷu tay lại, cuộn sau cổ, mắt nhìn rốn, cảm nhận vai gáy, hít sâu vào, mở khuỷu tay ra, vươn cầm ưỡn ngực lên, thở ra, cong lưng cuộn sau cổ vào, cụp khuỷu tay, thở ra, hít sâu vào, nè lăn lên nè, lăn lên, chân đẩy lăn lên, thở ra, chân thưa nè, lăn về, xiết cái bụng lại, thở ra, hít sâu vào, lăn lên, kiểm soát tốt bóng đi nào,
thở ra rút rốn, xích cái bụng lại, thở ra xích sâu xích sâu xích sâu, hít sâu vào lăn lên lăn lên, thở ra cuộn sâu cổ, thở cuộn lưng, thở ra hít sâu vào lăn ra, nghe hô, nghe hô tập theo trăm, nghe hô tập theo giữ năm bốn ba hai một, thở ra cuộn sáu cổ, thở tở 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 năm bốn ba hai một, hít sâu vào rồi đứng lên ạ. Đứng lên, hai tay cầm bóng vươn lên, hai chân mở rộng bằng vai, hít sâu vào nghiêng người qua phải, thở ra nghiêng hông xếp bụng, thở lên hít sâu vào nghiêng qua trái, thở ra xiết bụng, thở lên hít sâu vào rồi nè, nghe kỹ, xoay người qua bên phải, trường lưng tới gập thân song song với sàn, thở ra trường lưng gập thân, rồi hít vào kéo về giữa, vẫn gập thân song song với sàn, kéo về giữa, kéo qua trái, thở ra xiết cái bụng, thở ra trở về giữa, hít sâu vào kéo qua phải, thở ra thẳng lưng, thẳng lưng cong quá, ba đứa đều cong lưng hết trơn, duỗi thẳng ra, hít sâu vào trở về giữa, qua trái, thở ra xiết cái bụng, thở ra trở về giữa, hít sâu vào nâng người lên rồi hạ xuống, thở ra lui về cuối thảm, lui về cuối thảm, đứng hai chân rộng bằng vai, thương xoay lại đứng rồi, hít sâu lăn bóng ra, duỗi dài lưng xiết cơ bụng, thở ra chân trụ vuông góc với sàn, lên hít sâu vào, thở ra lăn ra, kéo giãn tay vai lưng xiết cơ bụng, thở ra lên hít sâu vào, thở ra xiết cơ bụng, thở lăn ra, rồi mình chùng đầu gối xuống luôn, đẩy lùi mông ra sau, đầu gối vuông góc, đầu gối vuông góc, lùi mông ra nửa chính, lùi ra ép hông mông xuống, đúng rồi, lên hít sâu vào, thở ra lăn ra, xong rồi chân cơ mông mình ép xuống, ép xuống săn chắc mông đùi, rút rốn xiết cơ bụng, thở lên hít sâu vào, lần nữa nào, xiết cơ bụng, thở ra lăn ra, rồi chùng gối ép căng mông xuống, đầu gối gốc vuông, xiết cơ bụng, thở ép mông nữa, thương ơi, ép mông thẳng lưng, xiết cơ bụng, 5 4 3 2 một, lên hít sâu vào, thả lỏng thở ra, đứng lên rồi trụ chắc chân phải, đạp chân trái lên bóng đi nào, hai tay dang ngang, hít sâu vào xoay qua trái, thở ra xoay qua trái, thở ra trở về, hít sâu vào xoay qua phải, thở ra trở về, hít sâu vào, rồi kéo bóng vào nè, lăn bóng vào, rồi đưa chân trái thẳng ra hết ra phía trước, thẳng ra hết nè, chuẩn bị nè, hít sâu vào, từ từ tấn xuống trước, cho chân trái vào góc vuông, hít sâu trường tới, chống tay phải xuống cạnh bàn chân trái, mở tay trái lên, xiết cơ bụng, thở ra, xiết cơ bụng, thở, xoay tay trái ra sau, bám vào eo bên phải, xoắn người lật vai xoay lên, trở về, hít sâu vào, nâng người lên, vươn tay lên, rồi từ từ xoay bàn chân phải, tấn gối trái vào chiến binh 2, hồi nãy chiến binh 1, và giờ chiến binh 2, giang tay ra, hít sâu, tấn gối trái gốc vuông, tấn gối trái gốc vuông, chắc vào thẳng gối phải, đúng rồi đó, nhấn hông xuống nửa trăm, mở chân phải dài ra sau, mở chân phải dài ra sau,
Hít sâu, nghiêng hông phải, thở ra. Nghiêng hông phải, thở lên, hít sâu vào. Nghiêng hông trái, co cẳng tay trái đặt lên gối. Co cẳng tay trái đặt lên gối, kéo căng tay phải qua đầu, xích cơ bụng, thở ra. Lên, hít sâu vào. Nghiêng hông phải, thở ra. Lên, hít sâu vào. Nghiêng hông trái, thở ra. Hít sâu vào. Nghiêng hông phải, thở ra. Xiết bụng, thở giữ. Tấn chân trái xuống góc vuông Trâm ơi. Đừng chồm về chân phải mà cảm nhận ở chân trái vuông gốc. 5. Đừng chồm xuống tới cổ chân, không chồm, không mập. Nè, nhìn cái đi. 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào. Có cẳng tay đặt lên gối trái, thở ra, kéo căng tay phải. Xoay mặt nhìn lên, giữ tay gốc vuông á chính ơi, không có ép sát vậy. 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào. Rồi, từ từ xoay người về nè. Xoay người về phía trước và thẳng gối trước luôn nào. Thẳng gối, hai gối thẳng. Hít sâu vào. Chống mũi chân sau, thẳng gối trước. Trường người tới, gập lên chân. Thở ra. Trường người, xích cơ bụng, gập lên chân trái. Không, xoay về chân trái ở trong. Xoay về chân trái, hai gối thẳng. Đó, chống mũi chân sau, thẳng gối trái. Rồi gập lên chân, thở ra. Xích cơ bụng, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Rồi bây giờ mình mới mở chân phải qua, rồi xoay người ngang lại, xoay hai chân ngang lại, đúng rồi, hít sâu. Trường người tới cuối giữa hai chân, thở ra, cúi xuống giữa hai chân. Hai chân thẳng gối ra, di chuyển sao cho bóng á, nó nằm sao cho mình thẳng gối được. Hóp bụng thở. Hít sâu vào, chống tay phải, mở tay trái lên. Thở ra, nhìn theo tay. Thở ra, xiết bụng thở, chống tay ở giữa. Giữa hai chân, sau chống xuống sàn á. Chống xuống sàn ở giữa hai chân. Trầm. Tay chống xuống sàn ở giữa hai chân mà. Ở giữa hai chân luôn. Hít vào, chống tay trái, mở tay phải lên, xiết cơ bụng, thở ra. Dang thẳng cánh tay lên, thẳng hai gối. Dang thẳng cánh tay, xiết bụng, thở. Hít sâu vào, chống hai tay xuống. Rồi từ từ lăn bóng và rút chân vào cho ngồi trở về. Hai chân là hai gốc vuông, ngồi trụ trên bóng là giống tư thế ban đầu nào. Khép chân lại rồi. Cả lớp ngồi xoay mặt lại nhìn cô đi. Vươn hai tay lên, hít sâu vào. Chắp tay trước ngực. Xoay người qua bên phải và đưa sâu, nắp tay trái lên đầu gối phải. Vặn người, thở ra. Vặn người, đặt sâu cái nắp tay trái lên đầu gối luôn. Vặn xiết sâu, thở. Trở về, hít sâu vào. Xoay người qua trái, thở ra, đưa sâu nắp tay đặt lên đầu gối, vặn người xoay lên, xiết cơ bụng, thở ra. Trở về, hít sâu vào. Hạ tay xuống, thở ra. Rồi mình đứng lên và lui về để đổi chân. Hồi nãy mình trụ chân phải, giờ trụ chân trái và đạp chân phải lên. Hai tay dang ngang, hít sâu vào. Xoay người qua phải, thở ra. Dang tay vặn người, xiết bụng, thở. Xoay qua, xoay ngang qua, dang tay ra. Trở về, hít sâu vào. Xoay qua trái, thở ra. Vặn người, xiết bụng, thở ra. Trở về, hít sâu vào. Rồi nè, kéo bóng vào. Rồi lăn ra, chân mình sẽ ra ngoài quả bóng đi. Chân qua ngoài. Rồi trụ chắc vào, từ từ lăn tới, tấn gối vào, chân vào, chiến binh một với bóng.
Vươn hai tay lên, hít sâu vào. Trường người tới, chống tay trái xuống, mở tay phải lên. Thở ra, chống tay trái thường, chống tay trái thường, mở tay phải. Xích cơ bụng thở, dang thẳng cánh tay lên. Rồi từ từ xoay tay phải ra sau, úp vào eo bên trái. Rồi xoắn vai lên, xoắn cao lên, vặn người, xích cơ bụng thở ra. Vươn tay lên, hít sâu vào, chống tay và nâng người lên. Vươn tay lên, rồi từ từ xoay chân trái, mở mũi chân trái ra, vào chiến binh 2. Chiến binh 2, đầu gối nè, góc vuông, chân sau thẳng gối nè, mở bàn chân qua. Tay dang ngang, hít sâu, từ từ nghiêng hông trái, thở ra, nghiêng hông xuống, xích cơ bụng thở, đó, nghiêng đây thôi, không cố chồm xuống gót chân. Lên, hít sâu, vào, co cẳng tay lên, thở ra, kéo căng tay qua đầu rút rốn, xích cơ bụng lại thở. Lên, hít sâu, vào, nghiêng ra sau, thở ra, nhìn theo tay phải và nghiêng hông. Hít sâu vào, nghiêng hông thở ra, tấm gối xích cơ bụng kéo căng thở ra. Hít sâu vào, tập trung cảm nhận sâu vào, thở ra, nghiêng hông thở 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, co tay đặt lên, thở ra, kéo căng xích cơ bụng thở 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào. Rồi từ từ mình xoay người, xoay người trở lại và thẳng gối trước luôn đi nào. Chỉnh bóng từ từ, chống mũi chân sau, thẳng gối trước, hít sâu. Trường lưng tới, gập lên chân trước, thở ra. Thẳng gối, gập, gập, xoay vai lại, xoay hông lại chăm. Mũi chân sau chống và đứng gót lên luôn, chính. Đứng gót lên, thẳng hai gối. Đó, lui mình kiểm soát bóng sao cho gối trước mình thẳng luôn, gập sâu lên, sâu lên, thở, hít vào, từ từ xoay người nè, từ từ xoay người qua trái và mình chỉnh bóng lại sao cho hai chân mình tách ngang nè, nằm lên bóng nè. Rồi co hai cẳng tay lại, đang hai bàn tay xuống, ôm đầu và nâng chân nè. Hít thở, trút đầu xuống, nâng chân lên, cho máu dồn lên não. Hít thở sâu, hít thở sâu vào đi nào. Tay đang lại ôm đầu, tay đang ôm đầu và nâng chân lên, trút đầu xuống, máu dồn lên não. Hít thở sâu vào, thay vì mình trồng chuối, giờ mình có bóng nè, đó, mình bóng đỡ cái thân mình, tay mình ôm đầu, giữ hít thở. Hít thở đi nào, hít thở. Máu đang tưới lên não, lên mặt của mình để thay đổi. Bình thường nhiều khi tim mình co bóp không đủ để đẩy cái lực máu lên não, lên mặt, cho nên là mình hay thiếu máu não. Bây giờ mình rút đầu xuống, nâng chân lên để hỗ trợ cho trao đổi chất dễ dàng hơn. Rồi hạ chân, từ từ, từ từ di chuyển và ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên, rút chân về. Rồi xoay, xoay nè, xoay hông, xoay ngược lại. Rồi mình lui về cuối thảm, ngồi xuống tư thế kim cương, kéo bóng sát vào, kéo vào. Rồi xích cái bụng lại, trường tới, đặt cái bụng lên, đặt bụng lên, chống hai tay phía trên. Hít sâu vào, trường người tới, chống tay, thẳng người lên, chống tay thẳng,
rút rốn siết cơ bụng, toàn thân giữ thẳng thở. Toàn thân giữ thẳng thở, chắc người lại thở. Trở về, hít sâu vào, lùi về cuối thảm nha. Rồi, tiếp tục nào. Lần tay lên. Lần này duỗi chân và hạ cẳng tay xuống, chống hai cẳng tay đi ha. Hạ cẳng tay xuống. Rồi, kiểm soát, ép xuống. Ép xuống, nâng chân lên, ép vào vai, vào lưng, siết cái bụng thở, ép vào vai, vào lưng. Thương ơi, Thương ơi, Chính ơi, nhìn cô, thấy chằng vai, chằng lưng không? Trở về, hít sâu, nè, trở về, nè, trở về là thẳng người ra nè, thẳng người ra, thẳng người ra, thẳng người ra, đó, chống trường tới, chống tay, rồi nè, thở ra, lại ép chằng tay, siết cái bụng nâng chân, chằng tay, siết cái bụng nâng chân, rồi trở về nè, hít vào, đó, trở về, chống tay, siết cái bụng lên, thở ra, ép chằng vai, ép chân vai, chân lưng trên, xích cái bụng thở. Hít vào, lên nào. Thở ra, ép chân vai, chân lưng, xích cái bụng thở ra. Hít vào, lên. Lên, hít vào, trường lên, xích chắc cái bụng lại. Thở ra, ép chân vai, chân lưng trên, ép xuống, rút rốn, siết cơ bụng thở ra, ép xuống, rút rốn, siết cơ bụng thở. Hít sâu vào, lên. Chống tay và gác chân lên, siết sâu, thở. Nè, chỉnh sửa người lại đi nào. Chỉnh sửa như vậy. Rút rốn siết cơ bụng, gác nè, hai chân lên nè, hai tay chống vuông góc. Hai tay chống vuông góc, vai thẳng đứng trên cổ tay. Người thẳng ra. Hít sâu vào nè, rút rốn siết cơ bụng, đẩy mông lên và kéo gối nè, kéo gối cho mình ngồi ở trên bóng nè, siết cơ bụng thở ra. Kiểm soát kỹ lại. Hít vào, từ từ trở ra. Đó, trở ra về vị trí ban đầu, đúng rồi. Đừng võng thắt lưng chính. Rút rốn lên, thắt lưng thẳng. Thở ra, rút rốn siết cơ bụng lại, kéo bóng vào, thở. Hít sâu vào, trở ra chắc người lại. Thở ra, rút rốn siết cơ bụng lại, kéo bóng vào. Hít sâu vào, trở ra. Tập đi nào, chắc cơ lõi. Siết cơ bụng, thở ra, rút rốn siết cơ bụng lại, thở ra. Hít sâu vào. Rồi, thở ra, siết cơ bụng lại, giữ nào, 5, 4, 3, 2, 1, hít vào. Rồi, lăn bóng và ngồi xuống, hít thở sâu. Tập bóng mà nhào á, người là bình thường nha. Ai mới tập là cũng phải té nhào mấy lần. Lăn bóng ra trăm, rồi lăn ra, rồi lui chân về. Rồi, xoay người lại nào. Xoay người, nhìn vô camera. Quỳ chân trái, mở chân phải ra. Rồi, nghiêng hông qua. Nghiêng hông, chống tay phải xuống. Chống tay phải chắc chắn xuống nào. Hít vào, vuông căng tay trái qua đầu, nâng chân trái lên. Nâng chân lên. Co gối, co tay, siết cơ bụng thở ra, gối chạm khuỷu tay. Gối chạm khuỷu tay. Hít sâu, duỗi căng. Thở ra, rút rốn, siết cơ bụng thở. Hít sâu, duỗi căng. Thở ra, rút rốn, siết cơ bụng thở ra. Hít sâu, duỗi căng ra.
rồi co gối vào và tay nắm ngón cái chân, duỗi lên thở ra, duỗi căng lên siết cơ bụng thở ra. À, hít vào, gấp chân lại và tay nắm cổ chân, kéo căng ra sau cái cung nằm ngang, thở ra. Rồi ngửa cổ ra sau, 9, ngửa cổ ra, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, nâng người lên, à, thở, hít thở. Rồi xoay người, bước chân lên, bước chân lên, hãy sâu vào, úp đùi xuống và tấn chân trước, chấn trơ chân trước xuống, duỗi chân sau, vươn tay lên, hít sâu vào, một tay lăn bóng tới, một tay vươn lên, ngửa cổ ra sau, thở ra, gập lên, xích cơ bụng thẳng gối, gập lên chân, thở ra, đổi tay lại chân, đổi tay lại cái tay. Đúng rồi, tay thụng cầm bên bóng, còn tay kia gập lên chân. Hãy sâu vào, tấn gối vươn căng lên, tay lăn bóng ra, ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra, ưỡn ngực ngã thở, nhấn hông xuống, nhấn hông xuống đi, 9, trầm. Rồi nâng cái tay trái lên trầm, nâng tay trái lên, rồi xoay người thẳng về phía trước, xoay người thẳng về phía trước mặt mình, về phía trước đây, lên, hít sâu vào, thẳng gối, gập lên, thở ra, thẳng gối trước, gập lên chân, xiết cơ bụng, thở ra. Rồi hít vào, mình gấp cẳng chân trước lại, gấp cẳng chân trước lại, đưa đầu gối lên và úp đùi sau xuống, úp đùi sau xuống đi nào. Hai tay cầm bóng nâng lên, hít sâu vào, vươn lên, ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, đặt xuống và lăn tới, thở ra, trường tới, ép xuống, thở ra, trường tới, gập người, ép xiết cơ bụng, thở lên, hít sâu vào. Rồi mình rút cái chân sau lên, rút cái chân sau lên và chồng qua cái chân trước, nắm mũi chân, kéo qua, chồng qua cho hai đầu gối chồng lên nhau, cái chân trước vẫn giữ y vậy, mình chỉ kéo chân sau lên thôi. À, chân trước vẫn đang gấp đầu gối mà, đang gấp cẳng chân, đang gấp cẳng chân ở dưới. Ngồi xuống, ngồi ép cái mông xuống, chồng hai đầu gối lên nhau, hít vào, nâng bóng lên, hai tay cầm bóng nâng lên, nghiêng người qua bên phải, thở ra, lên, hít sâu, nghiêng qua trái, thở ra, hít sâu, đặt bóng ở trước, lăn tới, kéo giãn tay vai, kéo giãn lưng, thở ra, lên, hít sâu. Rồi quỳ lên, đổi bên, quỳ đầu gối trái xuống, mở chân phải ra, nghiêng hông xuống, chống tay, đổi bên á, nghiêng hông chống tay. Trâm xoay người lại nhìn vô camera, nhìn vô camera đó, rồi nhìn theo, nghiêng đúng heo, đúng hướng theo, đặt bóng trở qua bên đấy, đặt bóng qua bên đây. Đúng rồi. Rồi kéo căng tay phải qua đầu, hít vào, nâng chân phải lên, co gối co tay, khuỷu tay chạm gối, xiết cơ bụng thở, hít sâu vào, khuỷu tay chạm gối thở ra, hít sâu, khuỷu tay chạm gối rút rốn, xiết cơ bụng thở ra. Hít vào, tay nắm ngón cái chân duỗi lên, thở ra, nắm ngón chân cái duỗi căng lên, căng lên, thở. Rồi hít vào, gấp cẳng chân lại, cây cung nằm ngang nào, kéo căng ra phía sau, ưỡn căng lồng ngực tới, ngửa cổ ra sau, thở ra. Hãy sâu vào, duỗi tay chân, hạ chân và nâng người lên, nâng lên,
xoay người lại và tấn chân xuống, úp đùi xuống. Tấn chân và úp đùi, hồi nãy chân nào nằm trên, giờ mình đổi nó đi. Nãy mình tấn chân phải rồi thì giờ tấn chân trái, còn nãy nếu như ai đã tấn chân trái rồi thì đổi chân lại. Hít vào, vươn tay lên, ngã ra sau, thở ra. Lên, hít sau, thẳng gối trước, gập lên, thở ra. Thẳng gối, gập lên, thở. Hít sau, tấn gối xuống, úp đùi. À, tay đẩy về trước và một tay nâng lên, ưỡn ngực, ngã ra sau, thở ra. Lên, hít sâu vào, thẳng gối trước và gập lên, thở ra. Thẳng gối gập sau, xiết cái bụng thở. Hít sâu vào, lên nè, Trâm nhìn nè, Trâm nhìn nè Trâm. Gấp cái cẳng chân trước nè, xuống rồi xuôi chân ra sau, xuôi chân sau, duỗi dài ra phía sau. À, hai tay cầm bóng nâng lên, hít sâu vào. À, ưỡn ngực ngã ra sau, thở ra. Lên, hít sâu vào. Rồi lăn tới, thở ra trường dài. Úp người xuống, rút rốn, xiết cái bụng gập sau, thở ra. Lên, hít sâu vào. Nè, Trâm để ý chỗ này. Trâm, ở một tay giữ bóng, còn tay sau nè, nâng chân sau lên, vẫn ngồi chân trước y vậy, kéo cái chân sau lên. Rồi, chồng qua chân, kéo chân sau lên, chồng qua, chồng qua, hai đầu gối chồng lên nhau. Đó, hai đầu gối chồng lên nhau. Đó, kéo căng nè, hai đầu gối chồng lên, kéo cái mũi chân này sâu qua, kéo sâu qua luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Hai tay cầm bóng nâng lên, hít sâu vào. Nghiêng hông qua phải, thở ra, nghiêng hông, xiết cái bụng thở. Lên, hít sâu vào. Nghiêng qua trái, thở ra, nghiêng hông qua, xiết cái bụng thở ra. Lên, hít sâu vào. Rồi đặt bóng xuống, lăn tới, thở ra. Trường tới, kéo căng, kéo giãn tới, xiết cơ bụng thở. Xiết sâu, thở. Nâng lên, hít sâu vào. Tháo chân ra, thở ra. Ngồi, hai chân đạp vào nhau, nhịp chân, hít thở sâu. Rồi, ngồi lên, ngồi xích tới đầu thảm và đặt mông lên, rồi ngã lưng lên, vươn tay khởi đầu, trụ chân, hít sâu vào, thở ra, rút rốn, xiết bụng lại, thở ra, đẩy lui mông, thẳng gối gập lên, thở ra, thẳng gối gập lên chân. Nè, nhẹ nhàng hít sâu vào. Đó, từ từ lăn bổng và vươn căng tay qua khỏi đầu, thấy chân không, đầu không. Rồi thở ra, nâng lên, rút rốn, xiết cái bụng lại. Thở ra rồi đẩy, đẩy là bóng ra, thẳng gối gập lên chân, thở ra. Thẳng gối gập lên, xiết cái bụng thở. Hít sâu vào, lui người lại, Trâm ơi, chứ để không thấy nó ra khỏi camera rồi. À, ngã ra sau, thở ra. Ngã ra sau, xiết cơ bụng lại, thở, tay vừa tới sàn nè. Thở, kéo giãn cơ lưng, cơ cổ, cơ bụng. Hít sâu, mình dồn lực vô cơ bụng, xiết chắc cơ bụng lại. Không nâng lực ở vai, ở cổ mà tất.
tất cả gồng bụng nâng người lên. Trường tới gập xuống thở ra, nâng lên rồi gập lên chân Trâm ơi. Nâng người lên, xích cái bụng, nâng người lên. Rồi đạp chân cho đầu gối thẳng, gập người lên, trả lưng. Hít sâu vào, ngã ra sau, thở ra. Kiểm soát tốt lại, kiểm soát lại là nó nhẹ lắm, còn chưa kiểm soát được á là cảm giác như là muốn lật á. Hít vào, lên, xích cái bụng lại, lên, thở ra. Trường lưng tới gập lên, nó rất là đã cột sống. Bài tập này là cái bài tập là phục hồi cột sống lưng, đau lưng thôi chứ không có gì nặng hết trơn á. Hít sâu vào, ngã ra sau, thở ra. Rồi bánh xe với bóng đi nào nè. Chưa biết thì nhìn đi, nhìn cô trước nè. Co gối lại và hai tay chống ha, hai chân hai tay gốc vuông. Hít vào, đạp chân và đẩy căng người lên, cho nâng người lên khỏi quả bóng. Đẩy cao lồng ngực tới, đẩy vào vai vào lưng trên. Buông đầu xuống, xiết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, thở. Mệt, đặt người lên bóng, hít thở. Đó, có bóng cho nên tập bánh xe rất là tốt. Còn không có bóng tập bánh xe, toàn bộ mình phải chịu lực hết. Rồi lại nè, lên nè. Đó, cứ suy nghĩ vào cơ thể cảm nhận sau. Mệt là cứ đặt người lên, hít thở sâu vào, chỉnh sửa tay chân. Cứ lần sau phải tốt hơn lần trước, lần sau phải tốt hơn lần trước. Rồi vào đi nào, chống tay chân nâng lên, nâng lên, chống đẩy thân mình lên khỏi bóng, đúng rồi. Rồi đẩy, đạp chân đẩy căng lồng ngực tới trước, suy nghĩ vào vai vào lưng. Mệt, đặt người lên bóng, hít thở sâu, chỉnh sửa tay chân lại để cho lần sau. Hết chân rồi, co chân, thu chân về lại đẩy tiếp nha thương. Tay lui về nè Trâm. Chính tay lui về để vào vai. Rồi, 1, 2, 3, lên. Lên, bánh xe. Đạp chân, đẩy lồng ngực cao lên, đúng rồi. Suy nghĩ vào lưng trên, lưng giữa, khớp vai. Thả lỏng cổ xuống chính ơi, thả lỏng cổ nâng đầu lên là không vào vai. Tiếp tục đẩy, đẩy, đẩy. Rồi hạ người lên bóng, hít thở sâu. Hít thở sâu, hít thở sâu đi, thêm lần nữa. Chỉnh sửa tay lại, đừng để tay cao hơn đầu nhiều quá. Lui tay luôn, thương ba đứa luôn. Rồi, lui tay lại rồi, lăn bóng xích lên lưng đi thừa Trâm. Lăn bóng xích lên, lui tay về. Rồi, 1, 2, 3, lên. Suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên, đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Buông lỏng cổ, đẩy lên, đẩy lên. Hết chân rồi, đi chân vào, tiếp tục đẩy. Đẩy thẳng gối luôn đi, chính ơi, còn đầu gối còn kìa. Đẩy, suy nghĩ vào lưng giữa, lưng trên, đẩy, đẩy. 3, 2, 1, hạ người lên bóng, hít thở đi. Hít thở sâu vào. Hít thở sâu, điều hòa hơi thở. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Rồi từ từ lăn bóng ngồi lên. Rồi nằm xuống gác hai chân lên. Nằm xuống gác hai chân lên trên bóng. Hai tay xuôi theo thân. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào. Siết chắc cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. Nâng hông lên. Thẳng hai gối, siết chắc lại thở. Từ từ cuộn hạ xuống. Hít sâu vào. Lên. Siết chắc cơ lại nào. Lên. Thở ra. Gồng chắc bụng, mông, đùi. Hạ xuống, hít sâu vào. Lên, xiết cơ bụng, thở ra. Xiết sâu thẳng gối. Tì lên trên bóng và xiết chắc lại. 5, 4, 3, 2, 1. Giữ chân trái, hít vào.
nâng chân phải lên, xích cái bụng lên, thở. Hít vào, hạ chân phải xuống, đổi chân trái lên, thở ra. Hít vào, hạ chân trái xuống, nâng hông lên, thẳng cả người lên. Nâng chân phải lên, xích cái bụng, thở ra. Thẳng gối nâng lên, hạ xuống, hít sâu vào. Nâng chân trái lên, thở ra. Tì chân thẳng người đi nào. Hít sâu vào. Nâng chân phải lên, thở ra. Xích sâu giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào. Nâng chân trái lên, xích cái bụng, thở lên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào. Hạ người xuống, thở ra. Có hai gối lại đạp lên trên bóng, hai tay dang ngang ra, hít sâu, từ từ lăn bóng ra, thẳng gối, thở ra. Hít sâu vào, mình co gối bóng tự vào, thở ra, xích cơ bụng, thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Rồi gác ở đây, hít sâu vào, tì hai chân và nâng người lên, xích cái bụng lên, thở ra. Tì lên, xích sâu, hạ xuống, hít sâu vào, tay xuôi theo thân, úp bàn tay xuống. Tì xuống, nâng chân phải lên, xích sâu, thở ra, thẳng hai gối, tì chân trái lên bóng. Trở về, hít sâu vào, nâng chân trái lên, thở ra, xích sâu lên. Hít sâu vào, hạ hông xuống và kéo bóng vào, gác chân lên, thở ra. Hít thở sâu vào. À rồi em. Nào cô gửi bài sao cho. Rồi hai tay hai chân nè kẹp lên bóng, hít sâu vào, hai tay dang ngang, úp bàn tay xuống. À, ngã xoay bóng qua bên trái và xoay mặt qua bên phải, thở ra thư giãn cái thắt lưng. Trở về, hít sâu, đổi bên, thở ra. Trở về, hít sâu, thở ra, đổi bên, thở ra. Chậm chậm, nghiêng có kiểm soát bóng. Trở về, hít sâu, thở ra. Trở về, hít sâu. Rồi hai tay gác hai chân sau vào, hai tay vươn lên khỏi đầu, hít sâu vào, nâng đầu với tay lên, xích cái bụng lại, thở ra, tay với lên đầu gối, xuống, hít sâu, hai lên, thở ra, xích cái bụng lại, nâng lên, hít sâu, ba lên, thở ra, xích cái bụng lại, lên. Hít sâu, bốn lên, thở ra, xích cơ bụng với lên. Hít sâu, năm lên, thở ra, xích sâu bụng lên. Hít sâu, sáu lên, thở ra, gồng chắc cơ bụng lại đi nào. Hít sâu, nhớ lực ở cơ bụng chứ không phát lực ở tay vai. Bảy lên, thở ra. Hít sâu. Tám lên, thở ra. Hít sâu. Chín lên, thở ra, xích cơ bụng lại lên.
ấy sao. Mười lên, xích cái bụng thở ra với lên giữ lại nào. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi hạ xuống và co hai cái cẳng tay, co hai cái khuỷu tay, đẩy cao lồng ngực lên. Rồi ngửa đầu ra sau con cá đi nào. Đặt đỉnh đầu xuống sàn, đẩy cao lồng ngực lên, vai mở ngực căng, đưa cầm lên, căng cuốn họng, hít thở sâu vào, siết cơ bụng lại, đặt đỉnh đầu xuống sàn, siết cơ bụng, đẩy cao lồng ngực lên, nâng tay lên chắp trước ngực, hít thở sâu, siết chắc cơ bụng dưới lại. Chống hai khuỷu tay xuống, hít vào, nâng đầu lên, duỗi cổ ra và đầu xuống, thở ra. Nằm gác hai chân lên trên bóng luôn. Rồi hai tay xuôi theo thân 45 độ, duỗi thẳng cổ, mắt khép, tập trung tâm trí vào hơi thở, vào cơ thể, thả lỏng từ ngón chân cho đến đỉnh đầu.